Đây là cái dây 50K1230 của anh em nhá. Dây này nó nắp cho i10 i10 Grand. Đấy, dây này là dây dùng cho bạn không tăng xe đấy, là lắp ráp Ấn Độ hoặc thành công. Đấy, em về rất nhiều hàng xịn Ấn anh em nhá. Đấy, dây này ấy, nếu như anh em mà đo thực tế cái kích thước của nó thì nó chỉ được có 1m2 thôi. Nhưng mà ở đây ấy, nhà sản xuất người ta đã cố tình người ta ghi là 1230, nên là anh em có mua cái hàng mà 1230 ở ngoài về là cũng không lắp được đâu nhá. Đấy, anh em lưu ý nhá. Đấy, em xin nói lại là cái dây này đo là được 1m2. Nếu như anh em mà ra ngoài mà mua những cái dây mà chuẩn dây ngoài 1230 mà về nắp là không nắp được đâu nhá. Vì cái dây này nó là ghi 1230 nhưng đo nó chỉ được 1m2 thôi. Đấy, anh em mua hàng thì hãy liên hệ vào số máy 0982446061, bên em ship toàn quốc. Đấy, anh em hãy cho em một đăng ký kênh, một like. Có những video mới nhất xin gửi tới anh em cùng xem nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em.